đây là đơn hàng của một bạn khách xin được giấu tên. Bạn ở Quảng Ninh, bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập. Bạn có đặt cọc thẻ cho bên shop, đơn hàng của bạn chỉ còn trị giá 116.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một ship xương tầm trị giá 25.000. Một dít trứng lười mini trị giá 15.000. Một giấy nhớ trị giá 10.000. Một quyển sổ nào so trị giá 16.000. Một quyển sổ nào so trị giá 20.000. Một cây thước gỗ hoa văn trị giá 15.000. Với đơn hàng của bạn, xuất tặng cho bạn một tập giấy nhớ và một hình tấm hình xăm. Giờ xuất sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Đây là mã vận đơn của bạn, bạn có thể sử dụng mã vận đơn chasintrangvietnam.bot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn khách giấu tên. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng liên hệ với shop theo số điện thoại 036 287 3398 hoặc xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop xin cảm ơn các bạn, shop chào các bạn.